Xin chào các bác nhé, em vừa về một cái chiếc máy lạnh Haier khá là hay. Cái chiếc này thì em đang test độ lạnh đây, trung bình loanh quanh khoảng 15 độ C. Con này thì không có điều khiển từ xa đâu, bản chất của nó có nhưng về thì nó không còn. Nhưng mà con này nó có một cái hay này, thì các bác có thể điều chỉnh đây này, hai cái nút điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ được nhé. Đấy, nhiệt độ cài đặt này, tăng giảm nhiệt độ cài đặt được, và thứ hai là nó báo được nhiệt độ trong phòng luôn. Đấy, sau khi mình bấm nhiệt độ cài đặt này thì nó quay lại nó báo nhiệt độ phòng đấy. Nhiệt độ phòng bây giờ trong phòng của em bây giờ đang là 32 độ C. Yeah. 32 độ C các bác nhé, các bác có thể bấm cài đặt. Còn 21 này là cái nhiệt độ mình cài đặt. Để máy đủ 21 độ thì nó ngắt thôi. Đấy, còn đây là báo quay lại. 32 độ C phòng. Mẫu mã thiết kế rất là hay đẹp này. Con này. Cái nan nhỏ li ti rất trông rất là sang nhé. Đấy. Một con Haier mã số 9. Độ lạnh test rất ổn định luôn, chạy êm ái. Dùng phòng khoảng 15 mét đổ lại. Con này không có điều khiển từ xa đâu ạ. Em bán nó 3 triệu 8 nhé, bảo hành 6 tháng. Chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bạn xa mua thì mình đặt cọc em trước 500 nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng, các bạn thanh toán nốt cho bên giao hàng. Một con Haier khá là đẹp. Tự tiêu nước. Có phim bấm, tăng giảm nhiệt độ trên máy. Đẹp. Chào các bác.